Cậu ấy là người duy nhất không có khả năng sử dụng ma thuật. Mình không thể sử dụng ma thuật ư? Juno và Asta rất khác nhau, mặc dù họ bằng tuổi. Ma đạo thư, cỏ bốn lá huyền thoại đó ư? Cuốn ma đạo thư mang lại may mắn. Tôi sẽ trở thành ma pháp vương. Tớ sẽ bắt kịp Juno sớm thôi. Cứ chờ xem. Tớ sẽ trở thành ma pháp vương. Liệu ước mơ của họ có thành hiện thực? Hắc Diệp Ma Đạo Thư phần 2 trên Animax.